Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 20.000 đô la top càng Tiki RC này bạn. Thì chương trình góp này random cho 5.000 người may mắn các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Giờ đầu tiên follow tại Twitter và Reddit nè. Bạn bấm vào follow. Rồi trên tab Twitter các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đập lên các bạn. Các bạn bấm vào continue. Sau đó retweet nè. Bấm vào đây like. Thích nè. Chỉ dành cho tweet. Thích like nè. Sau đó bắt đập lên nè. Rồi. Don't share. Win. Rồi bấm continue các bạn. Rồi sau đó cho game gift trên trả lời. Cho anh cho anh xào các bạn. Rồi sau đó bắt đập lên. Rồi các bạn điện lâu xin em Telegram bạn đã cho anh trời gấp các bạn. Không ngành 5.2. Tiếp tục xin tiếp kênh channel. Rồi bắt đập là điện lưu xin Instagram tiếp tục. Sau đó submit địa chỉ BNB sở mát trên với 29 chút chút. Submit. Tiếp tục vút con Silver. Ở đây thì các bạn login thôi. Login vào. Bạn chờ chút xíu nữa. Rồi sau đó nhấp vào, tôi không phải là người máy nè. Rồi vote fail. Rồi sau đó bạn bắt đáp lại các bạn. Rồi bạn điền địa chỉ email của bạn đã đăng ký trên con Silver nè. Rồi tiếp tục follow tại Twitter nè. Đây tại Twitter. Bấm vào tại Twitter nè. Đăng test nè. Rồi sau đó bắt đáp lên. Đâm vào continue. Sau đó visit website của nó, xem qua website của nó. Ở trên cái đít thì bấm xuống community này. Like những cái này. Rồi bắt đập lên. Data cho anh chị. Sợ các bạn bấm những continue không ạ. Sau đó put CMC get it. Phan chú tập càng nào ta. Rồi giờ đây thì các bạn bấm nút like các bạn. Rồi bạn bắt đập lên. Bấm continue. Rồi các bạn dựng lên ghép chia sẻ trong bè những thằng để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình xin được hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.